Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu. Trong ngày bất kỳ khó thiền cầu, con đang nghe tới chuyên trì tụng nguyện toàn những lời người nhà màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh Tuệ Thắng Vương quyển 5. Phẩm 7. Liên Hoa Dụ Tán. Bây giờ Đức Phật bảo thần cây Bồ Đề rằng: Này thiện nữ, thiên người này nên biết ông diệu tràng nằm mơ thấy trống vàng với diệu phát ra âm thanh lớn nhiệm màu khi công đức của Phật cùng pháp sám hối. Nên nhân duyên này ta sẽ giảng nói việc ấy cho các ngươi. Các ngươi nên lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ càng. Thủ quá khứ có vị vua tên là Kim Long chủ thường dùng ví dụ tán thán hoa sen để khen ngợi cho Phật ba đời trong mười phương. Đức Phật liền vì đại chúng nói lời khen ấy rằng: Phật quá khứ vị lai hiện tại an trụ trong thế giới mười phương. Còn nay chỉ thành cúi đầu lễ, nhất tâm khen ngợi các tối thắng, Đấng Mâu Ni thanh tịnh vô thượng, thân sáng rực rỡ như vàng rồng, âm thanh Phật hơn hẳn tất cả, như tiếng sấm vang trời đại phạm, tóc bóng đẹp như ông đen chúa, uyển chuyển xoăn đều màu xanh biếc, trăng trắng kính đều như kha tuyết, bằng thẳng hiển hiện tỏa ánh sáng, mắt thanh tịnh đẹp đẽ trang nghiêm, giống như cánh hoa sen xanh lớn, tướng lưỡi rộng dài rất mềm mại, bây giờ trong nước hiện sen hồng, giữa hai chân mày tướng bạch hào, màu pha lê xoắn về bên phải, làn mi dài nhỏ như trăng non, màu sắc rực rỡ như ông chúa, mũi cao dài thẳng như đỉnh vàng, tướng hoàn hảo tỏa sáng thanh tịnh, làn hương vi diệu cả thế gian, khi nghe liền biết đang ở đâu. Thân Phật màu vàng rồng tối thắng, tướng mỗi sợi lông đều giống nhau, xoắn về phải mềm mại xanh biếc, ánh sáng vi diệu không gì sánh. Khắp thân tỏa sáng màu rực rỡ, soi chiếu thế giới khắp mười phương, diệt khổ cho chúng sinh ba cõi. Khi tất cả họ đều an lạc trong địa ngục súc sinh ngạ quỷ, đường Atula trời và người, khiến họ được diệt mọi khổ sở, luôn được tự nhiên vui yên ổn. Ánh sáng nơi thân thường chiếu khắp, như nước vàng đồng không gì sánh, khuôn mặt tròn sáng như trăng rằm, môi đỏ đẹp như quả tần bà. Bước đi uy nghi như sư tử, thân sáng như mặt trời mới mọc, cánh tay thon dài xuống vá gối, giống như cành ta la buông rũ, vầng sáng một tầm chiếu cho biên, như trăm ngàn mặt trời rực rỡ, đến được khắp tất cả cõi Phật, tùy theo chỗ ở độ quần sinh. Lưới sáng thanh tịnh không gì bằng, sáng soi đầy khắp trăm ngàn cõi, chứ khắp mười phương không chướng ngại, tất cả tối tâm đều diệt tan, ánh từ thiện tệ thường ban vui. Màu với diệu núi vàng rồng, như đến tất cả trăm ngàn cõi, chúng sinh gặp được đều giải thoát. Thơ Phật thành tựu vô lượng phước, tất cả công đức cùng trang nghiêm, là bậc tôn quý vượt ba cõi, thù thắng thế gian không ai bằng. Tất cả chư Phật đời quá khứ, bằng số bụi trần trong đại địa, Phật mười phương vị lai hiện tại, cũng nhiều như bụi trần đại địa. Con xin chí thành thân ngữ ý, của đầu quý y Phật ba đời, khen ngợi biển công đức vô biên, đủ loại hương hoa đều cúng dường. Giả sử miệng con có ngàn lưỡi, vô lượng kiếp tán thán Như Lai, công đức Thế Tôn không nghiệp thể bàn, tối thắng sâu xa khó diễn bày. Giả sử con có trăm ngàn lưỡi, khen một công đức một Thế Tôn, trong một phần nhỏ con khó biết, huống công đức chư Phật vô biên. Giả sử đại địa các cõi trời, cho đến hữu đảnh đều là biển, dùng sợi lông đến biết giọt nước, một công đức Phật rất khó lường. Con xin chí thành thân ngữ ý lễ khen công đức Phật vô biên. Phước báo thù thắng có nghĩ bàn, bố thí chúng sinh mau thành Phật, giới khen ngợi Như Lai rồi. Tâm càng sâu xa phát thệ nguyện, nguyện con sẽ ở vào đời vị lai, sinh tại vô lượng vô số kiếp, trong mơ thường thấy trống vàng lớn, được nghe âm thanh pháp sám hối, vĩ hoa sen khen công đức Phật, nguyện thành chánh giác chứng vô sinh. Một lần chư Phật hiện ở đời, trong 5.000 kiếp khó được gặp, đêm mơ thường nghe tiếng trống mộc, ngày thì theo đó luôn sám hối. Con sẽ tu viên mãn sáu độ, cứu vớt chúng sinh khỏi biển khổ, sau sẽ được thành vô thượng giác, cả Phật thanh tịnh không thể bàn, trống vàng vi diệu dân cúng vật, khen công đức chân thật Thế Tôn, nhờ đó sẽ gặp Phật Thích Ca, thừa kế cho con thành chánh giác. Hai con Kim Long và Kim Quang, quá khứ từng là thiện tri thức, đời đời nguyện sinh vào nhà con.
Được thọ ký Bồ Đề Vô Thượng, nơi chúng sinh không ai cứu giúp, chịu khổ mãi mãi trong luân hồi, con nguyện đời sau làm chỗ tựa, khiến họ luôn luôn được an vui, các khổ ba cõi nguyện trừ diệt, rồi được chỗ an vui như ý. Ở đời sau tu đạo Bồ Đề, để như quá khứ thành Thế Tôn. Nguyện phước sám hối, kim quan này, cạn hẳn biển khổ tội tiêu tan, nghiệp chướng phiền não đều dứt sạch, khiến con mau được quả thanh tịnh. Biển cả phước trí không bờ bến, sâu không đáy lìa bẩn sạch trong. Nguyện con được biển công đức ấy, mau thành đại Bồ Đề Vô Thượng. Nhờ lực sám hối kim quang này, được phước đức ánh sáng thanh tịnh, đã được ánh sáng thanh tịnh rồi, dùng ánh sáng trí soi tất cả. Nguyện ánh sáng thân con bằng Phật, phước đức trí tuệ như Thế Tôn, bậc tôn quý trong mọi thế giới. Uy lực tự tại không ai bằng, nguyện sẽ việt biển khổ hữu lậu, biển vô di, nguyện tự tại, nguyện thường đại biển phước hiện tại, biển trí vị lai nguyện viên mãn, nguyện đất nước con vượt ba cõi, con đức thù thắng vượt vô biên. Những người hữu duyên cùng sinh đến, đều được mau thành trí thanh tịnh. Diệu tràng, ông nên biết, quốc vương, kim long chủ, từng phát nguyện như vậy. Người đó là thân ông, hai người con lúc trước, kim long và kim quang, tức ngân tướng, ngân quang, đã được ta thọ ký, là chúng nghe nói xong, đều phát tâm bồ đề. Nguyện hiện tại vị lai luôn luôn sáng hối này. Phẩm tám đà la ni kim thắng. Bây giờ ở giữa chốn Đức Thế Tôn bảo đà Bồ Tát thiện trụ này thiện nam có đà la ni tên là kim thắng. Nếu thiện nam thiện nữ nào muốn gần gũi bậc cũng gặp các đức Phật quá khứ vị lai hiện tại được cung kính cúng dường. Thế nên thọ trì đà la ni này. Vì sao? Vì đà la ni này chính là mẹ của chư Phật quá khứ hiện tại vị lai. Vậy nên ông phải biết người thọ trì đà la ni này là đã là đầy đủ phước đức lớn ở, là ở chỗ vô lượng Phật tại quá khứ vô trọn các căn lành nên nay mới được thọ trì đối với giới thanh tịnh chẳng hủy chẳng khuyết không có chướng ngại chắc chắn thể nhập được vào pháp môn sâu xa. Đức Thế Tôn liền nói phép trì chú trước hết là xưng danh hiệu cho Phật bồi Bồ Tát chư tâm cung kính đảnh lễ sau đó mới tụng chú Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Chư Phật, Nam Mô Chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Thanh Văn Chuyên Giác Nhất Thiết Thánh Hiền, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đông Phương Bất Động Phật, Nam Mô Nam Phương Bảo Tràng Phật, Nam Mô Tây Phương A Di Đà Phật, Nam Mô Bắc Phương Thiên Cổ Âm Vương Phật, Nam Mô Thượng Vương Quảng Chúng Đức Phật, Nam Mô Hạ Phương Minh Đức Phật, Nam Mô Bảo Tạng Phật, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Hương Tích Phật, Nam Mô Liên Hoa Thắng Phật, Nam Mô Bình Đẳng Kiến Phật, Nam Mô Bảo Kế Phật, Nam Mô Bảo Thượng Phật, Nam Mô Bảo Quang Phật, Nam Mô Vô Cấu Quang Minh Phật, Nam Mô Biện Tài Trang Nghiêm Tư Duy Mật Phật, Nam Mô Tịnh Nguyệt Quang Sơn Tướng Vương Phật, Nam Mô Hoa Nghiêm Quang Phật, Nam Mô Quang Minh Vương Phật, Nam Mô Thượng Quang Vô Cấu Sơn Vương Phật, Nam Mô Quan Sát Vô Ý Tự Tại Vương Phật, Nam Mô Vô Ý Danh Sơn Phật, Nam Mô Tố Thắng Vương Phật, Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Diệu Các Thường Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Kim Cang Tụng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Vô Tận Ý Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Từ Thiện Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Thiện Tuệ Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi Đức Phật nói Đà La Ni nặng. Nam Mô Hát Lại Đát Na Đát Lại Dạ Dạ Đá Đi Tha Quân Đệ Quân Đệ Cụ Chiết Lệ Nhất Trất Lý Mật Trất Lý Tá Ha. Đức Phật bảo Bồ Tát Thiện Trụ rằng Đà La Ni này chính là mẹ của các Đức Phật trong ba đời. Nếu thiện nam thiện nữ nào trì chú này thì có thể sinh ra vô lượng vô biên công đức là đã cúng dường cung kính tôn trọng đáng tháng vô số chư Phật. Các Đức Phật ấy đều vì người này mà thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu người nào trì chú này thì tùy theo mong muốn và y phục thức ăn của cải học rộng thông minh trí tuệ không bệnh sống lâu được phước rất nhiều theo điều cầu nguyện đều được như ý. Này thiện trụ người trì chú này thì dù chưa chứng Bồ Đề Vô Thượng vẫn thường cùng ở chung với Bồ Tát Kim Thành Sơn, Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát Đại Hải, Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Diệu Cát Tường, Bồ Tát Đại Băng Già La và được sự ủng hộ các vị Bồ Tát. Này thiện trụ ông nên biết khi trì chú này thì làm phép như vậy trước nên thì tụng đúng 108 lần để làm phương tiện trước. Tiếp đến ở trong phòng tối trang nghiêm đạo tràng ngày mùng 1 đầu tháng tắm gội sạch sẽ mặc áo tinh khiết
Song Hương rải hoa cúng dường, cùng dẫn thức ăn thức uống rồi vào ở trong đạo tràng. Trước phải xưng danh hiệu và thành lễ chư Phật Bồ Tát như nó ở trước, rồi chí tâm ân cần cẩn trọng sám hối tội trước đây đã làm, quỳ khuất phải xuống đất mà tụng chú như trước đủ 1.008 lần, rồi ngồi ngay ngắn để tư duy nhớ đến tạng nguyện của mình. Khi mặt trời chưa mọc ở trong đạo tràng, ăn thức ăn thanh tịnh và mỗi ngày chỉ ăn một lần, đến 15 ngày mới ra khỏi đạo tràng. Sự hành trì đó có thể khiến cho người này được phước đức uy lực và thành niết bàn, tùy theo sự nguyện cầu không gì chẳng biến mãn. Nếu nguyện cầu chưa được như ý thì vào đạo tràng một lần nữa, đã được như ý rồi thì nên thường tọa trì đừng quên. Phẩm chín, trùng hiển không tánh, giờ nói về tánh không. Bây giờ Đức Thế Tôn nói chú này rồi vì muốn lợi ích cho đại chúng, các Bồ Tát trời người, khi cho tất cả được thấu đạt để nhất nghĩa chân thật thâm sâu, nên một lần nữa làm sáng tỏ tánh không mà nói kể rằng: ta thấu rõ kinh sâu xa khác, nói pháp vi diệu chân thật không, nay ở trong kinh đứng đầu này, trước nói pháp không không thể bàn. Đối với các pháp lớn sâu xa, hữu tình không trí chẳng thể hiểu, nên ta giải nói lại cho họ, khiến cho được khai ngộ pháp không. Vì lòng đại bi thương chúng sinh, dùng phương tiện nhân duyên thù thắng, hôm nay ta ở trong đại chúng, vừa nói khiến họ rõ nghĩa sâu, rõ nghĩa không. Thân này như xóm làng trống không, sáu trần nương tựa chẳng biết nhau, sáu trần nương theo căn khác nhau, đều chẳng biết nhau cũng như trên. Những căn thường quan sát đến sắc, không ngừng nghe tiếng là nhị căn. Tiệt căn luôn ngửi thấy các mùi, tiệt căn luôn đếm đến vị ngon. Thân căn nhận xúc chạm êm ái, ý căn rõ pháp không biết chán. Số căn tùy theo các việc khởi, theo cảnh mỗi căn sinh phân biệt, tức như huyễn hóa chẳng phải thật, nếu vào căn cảnh vọng tham cầu. Những người chạy trốn làng xóm trống, sáu thức nương căn cũng như vậy, tâm chạy khắp cầu tùy theo cảnh, nương cảnh nhờ căn rõ các việc, tương ái sắc thanh hương vị xúc, tầm tư các pháp không tạm dừng, tùy duyên biến hành đối sáu căn, không ngại như chim bay trong không, mà các căn này làm chỗ nương, mới phân biệt ngoại cảnh rõ ràng. Thân này không biết không tác giả, thế chẳng bền chắc mượn duyên thành, sinh ra từ phân biệt hư vọng, như máy móc do nghiệp chuyển vận, đất nước lửa gió hợp thành thân, tùy theo nhân duyên quả khác nhau, trái nhau hại nhau cùng một chỗ, như bốn tháng độc ở hòm đưa rương, ra bốn đại này tánh khác nhau, tuy ở một chỗ có thăng trầm, hoặc lên hoặc xuống khắp châu thân, nhưng chúng đều trở về pháp diệt. Ở trong bốn loài rắn độc này, hai rắn đất nước tính nặng chìm, hai rắn gió lửa tính nhẹ nổi, để chúng trái nhau các bệnh sinh. Tâm thức nương tựa vào thân này, tạo tác các loại nghiệp thiện ác, sinh cõi trời người ba đường ác, tùy theo nghiệp lực thọ thân hình, thân bị các bệnh sau khi chết, đại tiểu tiện lợi chảy tràn lan, thối đùa dòi bọ chẳng thể ưa, như cây mục bỏ rừng tay chết. Các ông phạt quán pháp như vậy, vì sao chấp có ngã chúng sinh? Tất cả các pháp đều vô thường, từ năng lực vô minh sinh khởi lên, các đại chúng ấy đều hư vọng. Vốn chẳng thật có thể không sinh, nên tánh đại chúng đều trống rỗng, biết hư vọng này chẳng thật có, để tánh vô minh vốn là không, nhờ sức các duyên hòa hợp có, ở đời ở tất cả thời mất chánh tuệ, nên ta nói đó là vô minh. Hành thức vì duyên có danh sắc, sáu nhập và xúc thọ sinh theo, ái thụ hữu duyên sinh lão tử, ở bây khổ não theo đuổi luôn, các khổ nghiệp ác thường trói buộc, sinh tử luân hồi không lúc dừng, sau nay chẳng có thể vốn không. Do chẳng như lý phân biệt sinh, ta đoạn tất cả các phiền não, thường dùng hạnh chánh trí hiện tiền, đã nhà năm uẩn đều rộng không, cầu chứng bồ đề chỗ chân thật, ta mở cửa đại thành cam lộ, thể hiện pháp cam lộ vi diệu, đã được vị cam lộ chân thật, thường dùng cam lộ ban chúng sinh, ta đánh trống pháp lớn bậc nhất, ta thổi loa pháp lớn tột cùng, ta thắp đèn sáng lớn tối thắng, ta tuôn mưa pháp lớn vô cùng, điều phục phiền não các quán kết, kiến lập pháp tràng lớn vô thượng, ở biển sinh tử cứu quần sinh, ta đóng chặt cửa ba đường ác, lời giới phiền não nước chúng sinh, không nơi nương tựa không ai giúp, ta ban cam lộ được mát mẻ, nóng bức thân tâm đều trừ tan, do đó thờ vô lượng kiếp cung kính cúng dường các Thế Tôn.
giữa giới kiên cố hướng Bồ Đề, con chứng phát thân chốn an lạc cho người tay chân và tai mắt. Giờ con tôi tớ lòng không tiếc cô quý bài báu vật trang nghiêm, tùy ý người sinh đều cho hết. Nhẫn nhục các cõi đều tu hành, mười địa viên mãn thành chánh giác, ta được tôn sông nhất thiết trí, không chúng sinh nào suy lường được. Giả sử cõi tam thiên đại thiên, các vật sinh trưởng khắp đất đai, tất cả các cây cối rừng rậm, lúa mè tre sợi và chảnh bè chánh cành đều chặt lấy hết những vật này, đem nghiền nát vụn như bụi trần, khó lường biết được chỗ chứa nhóm cho đến tràn đầy cõi hư không, tất cả các cõi nước mười phương đất đai cõi tam thiên đại thiên đều đem nghiền nát thành bụi trần, số lượng bụi này chẳng thể tính. Nhờ sự trí tất cả chúng sinh đem làm trí tuệ cho một người, người trí như vậy đông vô số, có thể biết số bụi trần trên. Một niệm trí Thế Tôn Mâu Ni, những người trí đó cùng suy lượng, dù trải qua nhiều các ức các kiếp chẳng thể tính viết một phần nhỏ. Khi các đại chúng nghe Đức Phật nói về tánh không sâu xa, có vô lượng chúng sinh có thể liễu đạt tại tánh của bốn đại năm uẩn đều không, sáu căn sáu cảnh như hư vọng sinh ra trói buộc, hoàn nguyện từ bỏ luân hồi chân chánh tu hành giải thoát, vô cùng vui mừng theo đúng lời dạy phụng trì. Phẩm mười ý không mãn nguyện, nương vào không được mãn nguyện. Bây giờ thiên nữ như ý bảo quá nhiều ở trong đại chúng nghe nói pháp sâu xa, hớn hở vui mừng đứng dậy xả lại áo vai phải, quỳ gối phải xuống đất chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nguyện xin Thế Tôn giả nói cho con về pháp tu hành nghĩa lý sâu xa. Và thiên nữ nói kệ theo đấng lượng túc tôn, tôi thắng soi thế giới pháp Bồ Tát chánh hạnh, nguyện xin Phật giả nói. Phật nói thì nổi thiên, nếu có điều nghi ngờ hãy tùy ý thôi hỏi, ta sẽ phân biệt nói. Cái đó thiên nữ thưa Thế Tôn, làm sao các Bồ Tát tu chánh hạnh Bồ Đề lệ sinh tử niết bàn lợi ích mình người khác? Đức Phật bảo: Này thiên nữ thiên, nương vào pháp giới thực hành pháp Bồ Đề, tu hành bình đẳng. Thế nào là nương vào pháp giới mà thực hành pháp Bồ Đề và tu hành bình đẳng? Nghĩa là đối với năm uẩn có thể hiện pháp giới, pháp giới tức là năm uẩn, năm uẩn chẳng thể nói, chẳng phải năm uẩn chẳng thể nói. Vì sao mà nếu pháp giới là năm uẩn thì tức là đoạn kiến, còn nếu lìa khỏi năm uẩn thì tức là thường kiến, lìa khỏi hai tướng chẳng chấp thủ nhị biên, chẳng thể thấy, vượt khỏi đối tượng nhận thức, không danh không tướng, đó gọi là nói đối với pháp giới. Này thì nữ thiên, làm sao năm uẩn có thể hiện pháp giới? Như vậy năm uẩn chẳng từ nhân chuyên sinh. Vì sao? Và nếu từ nhân chuyên sinh thì đã, thì vì đã sinh nên sinh, vì chưa sinh nên sẽ sinh, là sinh nên sinh thì cần gì nhân duyên? Còn nếu chưa sinh mà sẽ sinh thì được, sinh được thì chẳng thể được sinh. Vì sao? Vì các pháp chưa sinh tức là chẳng có, không danh không tướng, chẳng thể suy lược hay thí dụ được, chẳng phải là đối tượng sinh của nhân duyên. Này thì nữ tiên, với như tiếng trống nhờ vào gỗ và vào da và dùi tay nên được phát ra tiếng. Như vậy tiếng trống quá khứ cũng rỗng không, vị lai cũng rỗng không, hiện tại cũng rỗng không. Vì sao? Vì âm thanh của trống này chẳng từ gỗ sinh ra, chẳng từ da và dùi tay sinh ra, chẳng ở ba đời sinh ra, tức là chẳng sinh. Nếu chẳng thể sinh thì chẳng thể diệt, nếu chẳng thể diệt thì không từ đâu đến, nếu không từ đâu đến thì cũng không đi về đâu, nếu không đi về đâu thì chẳng phải thường chẳng phải đoạn, nếu chẳng phải thường chẳng phải đoạn thì chẳng một chẳng khác. Vì sao? Thì nếu như đây, nếu là một thì chẳng khác pháp giới. Nếu như vậy thì người phàm phu đáng lý phải thấy chân đế được niết bàn dưới thượng an lạc. Vì chẳng như vậy thì nên chẳng một, nếu nói khác thì tất cả hành tướng chư Phật Bồ Tát tức là chấp thủ chưa được giải thoát sự trói buộc của phiền não, tức là chẳng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì tất cả thánh nhân đối với hành chẳng phải hành đồng một tính chân thật, cho nên chẳng khác. Vì thế nên biết năm uẩn chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng từ nhân duyên sinh, chẳng phải không từ nhân duyên sinh, chính là sự nhận biết của bậc thánh, chẳng phải cảnh giới nào khác, cũng chẳng phải đối tượng diễn tả được của lời nói, không danh không tướng, không nhân không chuyên, cũng không thí dụ trước sau tịch tịnh, xưa nay trong vốn không. Vì thế năm uẩn có thể hiện pháp giới. Này thì nữ thiên, nếu thì nay thì nữ nào muốn cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, khác với chân đế, khác với tục đế, khó có thể nghĩ lường, thì đối với cảnh phàm thánh thể chẳng phải một, chẳng một khác, chẳng bỏ tục đế, chẳng đi chân như, nhưng vào pháp giới tu hành Bồ Đề.
Mấy giờ nữa tôi nói lời này xong. Giọng nói thiên vô cùng vui mừng liền đứng dậy, xoa lại áo vai phải, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay cung kính, nhất tâm đảnh lễ, bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, lời nói về chánh hạnh bồ đề như trên, con nguyện sẽ tu học. Lúc đó vua trời đại phạm, chú cõi ta bà ở trong đại chúng hỏi thiên nữ như ý bảo quan diệu rằng: Hạnh bồ đề này khó có thể tu hành, nên làm thế nào để được tồn tại đối với hạnh này? Bây giờ thì nữ thiên đáp phạm vương rằng: Thưa đại phạm vương, như lời Đức Phật dạy thật là sâu xa, tất cả các chúng sinh không thể hiểu ý nghĩa ấy, là cảnh giới của bậc thánh rất vi diệu khó biết. Hôm nay tôi nhờ bà pháp này mà được an lạc. Nếu đây là lời nói chân thật, thì tôi nguyện khiến cho tất cả vô lượng vô số vô biên chúng sinh của đời ác năm trước đều được thân sắc vàng ròng, với 32 tướng tốt, chẳng phải nam, chẳng phải nữ, ngồi trên hoa sen báu, nhận được vô lượng niềm vui, môi xuống hoa trời đẹp, âm nhạc chư thiên chẳng đánh mà tự nhiên trỗi lên, tất cả đồ cúng dường đều đầy đủ. Thì nữ thiên nói lời đó xong thì tất cả chúng sinh trong đời ác năm trượt đều có thân màu vàng ròng, đầy đủ tướng của bậc đại nhân, chẳng phải nam chẳng phải nữ, ngồi trên hoa sen báu, nhận được vô lượng niềm vui giống như cung trời tạo hóa tự tại, không có các đường ác cây báu thẳng hàng, hoa sen bằng bãi báu đầy khắp thế giới, lên mưa xuống hoa trời bãi báu vô cùng đẹp đẽ, trở lên âm nhạc cõi trời. Thì nữ thiên như ý bảo quán diệu liền chuyển thân nữ thành thân phạm thiên. Vua trời đại phạm hỏi Bồ Tát như ý bảo quán diệu rằng: Thưa nhân giả, ngài tu hành hạnh bồ đề như thế nào? Đáp rằng: Thưa phạm vương, nếu trăng trong nước tu hành hạnh bồ đề thì tôi cũng tu hành hạnh bồ đề, nếu trong mộng tu hành hạnh bồ đề thì tôi cũng tu hành hạnh bồ đề, nếu giang nắng tu hành hạnh bồ đề thì tôi cũng tu hành hạnh bồ đề, nếu tiếng vọng trong hang tu hành hạnh bồ đề thì tôi cũng tu hành hạnh bồ đề. Nghe xong, vua đại phạm thưa Bồ Tát rằng: Ngài nương vào ý nghĩa nào mà nói lời nói này? Đáp rằng: Thưa phạm vương, không có một pháp nào là thật tướng, tất cả chỉ do nhân duyên mà được thành. Phạm vương nói rằng: Nếu như vậy thì những tất cả những người phạm phu đúng lý đều được vô thượng chánh đại chánh giác. Đáp rằng: Ngài do ý gì mà nói lời đó? Người ngu si khác, người trí tuệ khác, bồ đề khác chẳng phải bồ đề khác, giải thoát khác chẳng phải giải thoát khác. Thưa phạm vương, như vậy các pháp bình đẳng không khác. Đối với pháp giới này, cho như chẳng phải một, chẳng phải khác, không có trung gian nào có thể nắm giữ, không tăng không giảm. Thưa phạm vương, ví dụ như ảo thuật và các đệ tử hiểu rõ các phương pháp ảo thuật, ở ngã tư đường lớn nhặt lấy những đất cát cỏ cây cành lá gom lại một chỗ rồi làm các phép ảo thuật, khiến cho mọi người nhìn thấy những voi, những ngựa, những xe cộ bên chúng như các kho tàng được đầy đủ bảy báu. Nếu chúng sinh ngu si vô trí, chẳng thể suy nghĩ, chẳng biết gốc huyễn hóa, hoặc thấy hoặc nghe liền suy nghĩ, những gió ngựa mà ta đã thấy đây đều là thật có, còn những cái khác đều hư vọng, sau đó chẳng suy nghĩ lại cho kỹ càng. Người có trí thì chẳng như vậy, biết rõ gốc huyễn hóa, nên hoặc thấy hoặc nghe đều suy nghĩ như voi ngựa như ta đã thấy chẳng phải là chân thật, chỉ là việc huyễn hóa mới hoặc mất người, vọng cho là voi ngựa và các kho tàng chỉ có tên không có thật, những điều ta thấy nghe chẳng chấp là thật. Về sau suy nghĩ biết sự hư vọng ấy, vì vậy người trí biết rõ tất cả pháp đều không thật thể, chỉ theo thế tục như thấy như nghe tuyên bày sự việc ấy. Suy nghĩ nghĩa lý chắc chắn thì chẳng như vậy, là do giả định mà nói để hiển bày nghĩa thật. Thưa phạm vương, chúng sinh ngu si chưa đạt được mắt của bậc thánh tuệ xuất thế, chỉ biết tất cả các pháp nên chân như chẳng thể nói. Những cái phàm phu đó hoặc thấy hoặc nghe hạnh pháp chẳng phải hạnh pháp, rồi như vậy mà tư duy liền sinh ra chấp thủ cho đó là thật. Đối với đệ nhất nghĩa, họ chẳng thể rõ biết các pháp chân như là chẳng thể nói. Những hoặc thấy hoặc nghe hoặc hành pháp chẳng phải hành pháp, rồi thì theo sức của mình chẳng sinh ra chấp thủ cho là thật có. Rõ biết tất cả các hành pháp không thật và chẳng phải hành pháp cũng không thật, chỉ vọng tưởng nghĩ suy ra tướng hành, hay tướng chẳng phải hành, chỉ có tên gọi không có thật thể. Cái bậc thánh nhân tùy theo thế tục mà giảng nói để khiến cho họ biết nghĩa chân thật. Như vậy thưa phạm vương, những thánh nhân này dùng thánh trí để nhận thức tới đó pháp chân như là chẳng thể nói,
Hành pháp hay chẳng phải hành pháp cũng vậy, vì khiến cho người khác chứng biết nên nói vô số lời nói và tên gọi của thế tục. Chúa Trời Đại Phạm hỏi Bồ Tát như ý bảo quan diệu, có bao nhiêu chúng sinh có thể hiểu biết về chánh pháp sâu xa như vậy? Đáp rằng thưa Phạm Vương, mọi chúng sinh chuyển hóa có tâm tâm sở đều có thể hiểu được chánh pháp sâu xa ấy. Phạm Vương nói rằng thể của người huyền hóa này là chẳng phải có, thì tâm sở này từ đâu mà sinh ra? Thế là để biết pháp giới chẳng có chẳng không, các chúng sinh như vậy đều có thể hiểu được nghĩa lý sâu xa. Bây giờ Phạm Vương bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát Như Ý bảo quan diệu là không thể nghĩ bàn, đó là ý nghĩa sâu xa như vậy. Đức Phật bảo: đúng vậy, đúng vậy, này Phạm Vương, đúng như lời ông nói. Bồ Tát Như Ý bảo quan diệu này đã dạy các ông phát tâm tu học vô sinh pháp nhẫn. Lớp vô trời Đại Phạm của các phạm chúng đứng dậy, xoay lại áo vai phải, chắp tay cung kính đảnh lễ dưới chân Bồ Tát Như Ý bảo quan diệu: thưa hí hữu, hôm nay chúng ta may mắn được gặp lại sĩ được nghe chánh pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Phạm Vương: Như Ý bảo quan diệu này, giờ đời Bỉ Lai sẽ được làm Phật, hiệu là Bảo Diệm Các Tường Tạng Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hành Viên Mãn Thiện Thệ Thế Gian Dạy Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trường Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Khi Đức Phật nói phẩm này, có 3.000 ức Bồ Tát đối với được không tái chuyển vô thượng chánh đẳng chánh giác, 8.000 ức thiên tử, vô lượng vô số quốc vương, quan và dân chúng xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Bây giờ trong hội có 50 tỳ kheo tu hành hạnh Bồ Tát muốn thoái tâm Bồ Đề. Khi nghe Bồ Tát Như Ý bảo quan diệu nói pháp này, thì đều được vững chãi không thể nghĩ bàn, viên mãn các nguyện trước đây, trở lại phát khởi tâm Bồ Đề, đều tự cõi y cúng dường Bồ Tát, một lần nữa phát tâm tinh tấn thù thắng vô thượng. Họ đều phát nguyện, nguyện cho chúng con công đức căn lành không thoái chuyển, hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật bảo Phạm Vương rằng: này Phạm Vương, những tỳ kheo đó y vào công đức này, đúng như lời dạy tu hành, qua 90 đại kiếp sẽ được giải thoát giác ngộ, lìa khỏi sinh tử. Bây giờ Đức Thế Tôn liền tỏ ký: này các tỳ kheo, qua 30 a tăng kỳ kiếp, các ông sẽ được làm Phật. Ở kiếp tên là Năng Thắng Quang Vương, nước tên là Vô Cấu Quang. Các ông đồng thời đều được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều đồng danh hiệu là Nguyện Trang Nghiêm Giáng Sức Vương, giới 10 hiệu đầy đủ. Đức Phật nói tiếp: này Phạm Vương, kinh niệm với diệu kim quang bên này nó được nghe và thọ trì thì có uy lực lớn. Giả sử có người ở 100.000 đại kiếp tu hành sáu pháp ba la mật mà không có phương tiện, nó thì nơi thì nữa nào khi chép kinh kim quang minh như vậy, rồi một nửa tháng đều chuyên tâm đọc tụng, thì công đức này rất lớn, công đức trước chẳng bằng 1%, cho đến suy tính thí dụ cũng chẳng thể sánh kịp. Này Phạm Vương, cho nên hôm nay khuyên ông nên tu học, nhớ nghĩ thọ trì, vì người khác cho nó rộng rãi. Vì sao? Nhờ thọ xa xưa khi ta tu hành đạo Bồ Tát, giống như dũng sĩ sống vào trận chiến, chẳng tiếc thân mạng, lưu thông kinh điển ví dụ như vậy, thọ trì đọc tụng, vì người khác dạ nói. Này Phạm Vương, bây giờ Thánh Vương chuyển luân, còn ở đời thì bảo báu chẳng gì, đã vô băng hà thì bảo báu tự nhiên gì hết. Này Phạm Vương, kinh vua ví dụ kim quang minh này nếu còn tồn tại ở đời thì pháp bảo vô thượng đều chẳng gì, còn nếu không có kinh này thì pháp bảo ở đâu cũng ẩn mất. Vậy nên đối với kinh vương này phải chuyên tâm lắng nghe, tập trung đọc tụng, về người khác giảng nói, khuyên cho họ ghi chép tu hành tinh tấn ba la mật, chẳng tiếc thân mạng, chẳng sợ mệt nhọc, được công đức thù thắng. Vì đệ tử của ta còn phải tinh tấn chuyên cần tu học như vậy. Bây giờ vua trời Đại Phạm cùng vô lượng phạm chúng để thất tới thiên vương và các vua xoa được đón dậy sẽ là áo vai phải có phải quỳ xuống đất, cho tay cung kính bạch Phật rằng: và Thế Tôn, chúng con nguyện giữ gìn ủng hộ lưu truyền kinh điển kim quang minh bí diệu này. Đối với thầy nói pháp, nếu có các đoạn hoạn nạn, con sẽ trừ diệt, khiến cho đủ mọi điều lành, luôn luôn khỏe mạnh, biện tài vô ngại, thân ý tư tái, người nghe trong pháp hội đều được an lạc. Nếu mà còi nước có đói kém, oán tặc, phi nhân làm não hại, thì thiên chúng chúng con ủng hộ khiến cho nhân dân ở nơi ấy được yên ổn, thịnh vượng, an vui, không có những điều oan uổng, ngang ngược. Tất cả đều nhờ sức của thiên chúng chúng con. Nếu có người cúng dường kinh điển này thì chúng con cũng sẽ cúng dường cúng kính họ như Phật chẳng khác. Bây giờ Phật bảo vua trời Đại Phạm với các phạm chúng cho đến tứ thiên vương các dược xóa rằng: hay thay các ông được nghe pháp vi diệu sâu xa, là có thể đối với kinh vương vi diệu này phát tâm ủng hộ và thọ trì, các ông sẽ đạt được phước thù thắng vô biên, mà chóng thành vô thượng trên đẳng Bồ Đề.
Phạm Vương nghe Đức Phật nói xong, hoan hỷ kính kính nhận. Phẩm 11 Tứ Thiên Vương quan sát nhân thiên. Bây giờ vua trời đã dân, vua trời trị quốc, vua trời tăng trưởng, vua trời quản mục định đứng dậy, xẻ áo vai phải, quỳ gối phải xuống đất chắp tay hướng về Đức Phật, lạy dưới chân Đức Phật rồi bạch rằng: Bà Thế Tôn, kinh Kim Quang bên tối Thắng Vương này được tất cả chư Phật thường niệm quan sát, được tất cả Bồ Tát cung kính, được tất cả trời rồng luôn cúng dường và được chư thiên hoan hỷ. Tất cả các vua trời hộ thế, xuân dương tán thán, thanh văn độc giác đều cùng thọ trì, có thể soi sáng tất cả các cung điện của chư thiên, có thể ban cho tất cả chúng sinh sự an vui thụ thắng, chấm dứt địa ngục ngạ quỷ bàn sinh, cái đường khổ não, tất cả sự sợ hãi đều có thể diệt hết, oán địch liền rút lui, tội ác đói kém thì khiến cho được mùa thịnh vượng, dịch bệnh khổ sở đều khiến cho trừ khỏi, tất cả tai ương trăm ngàn khổ não đều tiêu diệt hết. Bà Thế Tôn, kinh Cam Viên Minh Tối Thắng Vương này có thể làm yên ổn lợi lạc như vậy, ít lợi cho chúng con, nguyện xin Đức Thế Tôn ở giữa đại chúng vì chúng con mà dạng nói. Vốn vô chúng con cùng các quyến thuộc nghe pháp vị cam lồ như vậy, cam lồ vô thượng này khí lực thật dồi dào, theo thêm ánh sáng oai lực, tinh tấn dũng mãnh, thần thông hơn mọi phần. Bà Thế Tôn, bốn vua chúng con tu hành chánh pháp, tường nói chánh pháp, đem chánh pháp giáo hóa thế gian, chúng con khiến cho những cái trời rồng dựng xoa kiên tất bà Atula yết lộ trà câu bàn trà khẩn na lạc bá vua lạc già cùng các vua cõi trời thường dùng chánh pháp mà giáo hóa ở đời, ngăn bỏ các điều ác. Nếu có quỷ thần hút tinh khí người và người không có tâm từ bi đều khiến cho đi xa. Và Thế Tôn, bốn người chúng con cùng 28 bộ đại tướng dược xoa cùng bế giới vô lộ trăm ngàn dược xoa dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn hẳn mắt người đời quan sát ủng hộ tìm bộ trong này. Và Thế Tôn, trên nhân duyên này các vua chúng con được gọi là bậc hộ thế. Là nữa, ở trong châu này nó có quốc vương bị giặc thủ các thường đến xâm lấn quấy nhiễu và nhiều dịch bệnh đối kiến khắp nơi vô lượng trong ngàn sợ tai ách. Và Thế Tôn, bốn vua và chúng con cung kính cúng dường kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương này. Nó có pháp sư tỳ kheo thọ trì độc tụng thì bốn vua chúng con dùng cùng đến để tỉnh thức và quyến tịch vị ấy. Pháp sư đó nhờ sức thần thông giác ngộ của con nên đến cõi nước đó và giảng nói và đông bố rộng rãi kinh điển Kim Quang Minh sâu nhiệm này. Nhờ uy lực của kinh vô lượng trăm ngàn sợ xuyên đảo ta hết đều tiêu trừ hết. Và Thế Tôn, các vị vua cõi người, nếu ở trong nước ấy có pháp sư tỳ kheo thọ trì kinh điển này đến, nên biết kinh này cũng đến nước ấy. Bạch Thế Tôn, vua nước đó nên đến chỗ vị pháp sư để nghe vị ấy giảng nói. Nghe rồi hoan hỷ, đối với pháp sư nên cung kính cúng dường, hết lòng ủng hộ khiến cho pháp sư không lo buồn. Để giảng nói kinh này ích lợi cho tất cả. Bạch Thế Tôn, vì kinh này nên bốn vua chúng con đều cùng một lòng ủng hộ vị vua đó và nhân dân trong nước, khiến cho họ lìa khỏi hoạn nạn, thường được yên ổn. Bà Thế Tôn, đã có thì kheo đây ưu bà tất ở bà di thọ trì kinh này. Vị vua kia tuy thật sự cần dùng của họ cung cấp cúng dường khiến cho họ không thiếu tốn, bốn vua chúng con khiến cho vị vua và cả dân chúng trong nước đều yên ổn, sẽ lìa hoạn nạn. Bạch Thế Tôn, đã có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, vị vua đối với người này cúng dường cung kính tôn trọng tán thán, chúng con sẽ khiến cho vị vua đó ở trong các vị vua được cung kính tôn trọng là vị đứng đầu, để các quốc vương khác cùng nhau khen ngợi. Là chúng nghe xong hoan hỷ tánh thọ phụng trì kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 5.